chú vẫn phải vào bếp để biết rồi đấy. Đấy, hết tay rồi, hết tay rồi. Có Hải thì ra đi rồi, học thì đun tay, mà Dương thì mới làm viện về. Ok, đi hiểu không đang hóng nào không? Đây, quý con đây, quý con nha. Rồi, nó nói gì không bạn? Thật ra, vẫn nghe gì đây? Nó nói gì đây? Đang là, đang nghe, đang là hóng chuyện. Cười này nào, cháu cười này nào. Đấy, nhìn đây, hàng cháu nhìn đây. Đẹp chưa? Đấy, cái này đẹp. Hai ông đầu giống nhau rồi đấy, tương đối.
mời các ông ạ. Nào các bạn nghỉ lao một tí, cầm cốc lên một tí nào. Đứng lên đi nào, con là mai người còn người ở nào. Đấy, đấy, rất đẹp, chụp ảnh nhá. Rồi, đây. Rồi, các bạn dơ đều lên đi, dơ cốc lên đi. Rồi, ok, ok rồi, ok rồi. Đây là các bộ lão của họ nha, rất là nhiều này các bạn. Rồi, được rồi, đẹp lắm rồi. Đấy. Đấy. Chết, chết, chết. Đi bỏ con, đi lại về với ông bà cũng vui thôi. À, Thuật hôm nay đã chuyển sang coca nước ngọt rồi. Đấy, một điều khác biệt của năm nay là Thuật là xin ngồi phép của mâm chung một dài. Ngồi cạnh bóng nữa. Anh em lên nào. Quên tất cả anh em là không biết ông nào uống coca, còn tôi uống bia. Sang. Tạm dừng là nút ở giữa thôi à? Quay chưa? Quay rồi. Đợi đã đưa lên sau. Năm quay là cửa nhà đến ngõ đấy. Nhìn nhập phòng với ông Tịnh. Hai ông thì một ông thì ngang.